Ok, chào bạn. Ở video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về gambit hậu và một biến tiếp theo trong gambit hậu không chấp nhận. Chúng ta sẽ tìm hiểu biến Takakawa. Ở đây mình đã viết tên rồi, các bạn có thể nhìn cái tên đấy. Chúng ta bắt đầu. Ở đây vẫn bắt đầu với thế gambit hậu không chấp nhận. Trắng chơi C4, đen chơi E6, trắng mã C3, đen mã F6. Và đến đây thì bên trắng chơi tượng G5. Chắc hẳn các bạn chơi quân đen hay chơi quân trắng cũng đã từng chơi qua cái biến này rồi. Thì với việc tượng lên G5 thì đây chính là biến Takakawa. Đến đây thì bên trắng lên tượng E7 để tránh bị ghim mã và cũng chuẩn bị cho nhập thành. Bên trắng chơi nước tốt E3, lấy đường phát triển đối tượng và cũng củng cố trung tâm. Bên đen nhập thành. Thì đến đây chúng ta hoàn thành xong cái biến Takakawa của gambit hậu không chấp nhận. Đến cái lúc này thì bên trắng có một số sự chọn. Trắng có thể lên hậu ở C2 chẳng hạn, ra xe C1. Nhưng mà thông thường nhất thì bên trắng sẽ phát triển mã lên F3. Và khi trắng lên mã F3 thì chúng ta có đến đây chúng ta có ba biến, tức là nó sẽ phát triển theo ba hướng của đen. Như vậy đen sẽ chơi thế nào? Có một số lựa chọn cho đen. Thứ nhất là đen có thể lên tốt là H6 đuổi tượng. Thứ hai là đen lên tốt C6. Và cuối cùng đó là đen lên mã E4. Thì ứng với ba cái phương án này thì chúng ta có ba biến khác nhau trong khai cuộc Takakawa. Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích các cái trường hợp trên. Ở biến đầu tiên chúng ta tìm hiểu trong trường này đó là biến đen lên mã E4. Đây gọi là biến phòng thủ Lucker. Đây ông là một nhà vô địch, ông là nhà vô địch thế giới đấy. Thì ông ưa thích cái lối đánh đó là lên mã E4. Vì mục đích của cái cách đánh này đó là bên đen muốn đổi một vài quân nhẹ. Thì sau khi đen lên mã E4 thì trắng sẽ đổi tượng với đen. Đen sẽ lấy hậu ăn lên. Lúc này thì bên trắng có một số sự chọn. Ví dụ như là trắng có thể lấy mã để đổi với mã đen. Đen lấy tốt ăn lên, trắng về mã đuổi tốt và đen đẩy tốt lên F5 giữ tốt. Thì đánh giá thế trận này là thế trận cân bằng. Còn một trường hợp khác cũng thường gặp đó là trắng ăn tốt của đen. Đen lấy mã đổi mã, trắng lấy tốt ăn lên. Đen lấy tốt ăn tốt, trắng đẩy tốt lên C4. Thì ở thế trận này được đánh giá là bên bên trắng có lợi một chút. Tuy nhiên ở đây biến chính của nó lại không phải là đen lấy tốt để ăn tốt của trắng lấy tốt để ăn tốt của đen, mà biến chính của ở đây đó là nước thứ 8, trắng chơi xe C1. Lúc này thì đen ăn mã của trắng. Trắng lấy xe ăn lên và đen chơi C6. Trắng lên tượng D3, đen ăn tốt, trắng lấy tượng ăn lên. Và đen chơi tốt B6, lấy đường phát triển tượng. Và có thể mã thì có thể lên là D7. Sau đó lên F6. Thì thế trận nó sẽ diễn ra như vậy. Thì đây chính là biến phòng thủ Lucker. Biến thứ hai mà chúng ta tìm hiểu đó là biến Orthodox. Bắt đầu với nước khai cuộc gambit hậu không chấp nhận. Mã C3, mã F6. Và trắng chơi tượng G5. Lúc này thì biến Orthodox đen lên mã D7. Mặc dù biến này được đánh giá là biến nhàm chán trong các biến, tuy nhiên thì nó lại có bẫy. Ở đây bẫy đây là gì? Đó là nếu trắng ăn tốt của đen, đen lấy tốt ăn lên. Lúc này thì trắng thấy quân tốt ở D5 không bảo vệ và trắng quyết định lấy mã để ăn. Ở đây thì đen mặc dù mã đang bị tượng ghim nhưng mà đen sẽ vẫn ăn mã của trắng. Lúc này thì trắng lấy tượng ăn hậu, đen chiếu, trắng lên hậu ăn, vua ăn lên và vua đen ăn tượng. Như vậy là đen đã lợi hơn
một tốt đổi một mã, thì đây chính là bẫy trong cái biến orthodox. Vậy nên để tránh cái bẫy này thì thông thường ở nước này đen sẽ không lấy tốt C5 à C4 để ăn E5, mà đen sẽ chơi tốt E4. Lúc này thì đen ăn cho trắng trên nước C4 à E4 và đen ăn. Trắng lấy mã ăn lên. Đen chơi H6. Trắng đổi tượng với mã và đen lấy mã ăn lên. Ở vị trí này thì được ưa thích hơn cho đen, có thể đen sẽ chiếu và trắng về mã. Trắng có thể về mã trước. Tuy nhiên thì trong cái biến orthodox này thì cái biến chính của nó không phải là đẩy tốt lên E4, mà ở đây trắng chỉ đẩy tốt lên E3 thôi. Lúc này thì đến đen đi, đen sẽ đẩy tốt đuổi tượng. Ở đây thì nếu trắng lùi tượng về F4 thì nước này không được khuyên là sử dụng, bởi vì chưa biết là hay hay dở, mà nước hay hơn đó là tượng sẽ lùi về H4. Đến đây đến đen thì đen sẽ phát triển tượng, nhưng mà đen nên phát triển tượng lên B4 hay là lên E7 thì lời khuyên ở đây đó là đen nên phát triển tượng E7. Tại sao? Vì sau này khi mà trắng muốn đưa mã lên, xin lỗi, đen muốn đưa mã lên E4, đây quân mã này đưa lên E4 thì quân hậu sẽ không bị ghim, không bị tượng ghim. Đến đây thì là thế trận giằng co. Lúc này thì bên trắng muốn đen lấy tốt D5 để ăn C4, và trắng sẽ đưa tượng đổi, đưa tượng lên C4. Còn bên đen thì lại muốn là trắng ăn tốt của đen, khi đó đen sẽ lấy tốt ăn lên và mở đường cho quân tượng ở C8. Thì ở đây có hai trường hợp cho trắng, đó là nhưng mà biến chính, tức là cái dòng chính là trắng lên mã F3. Còn nếu trắng không lên mã F3 mà trắng lấy tốt để ăn tốt của đen thì đây là biến đổi. Thì đến đây chúng ta có hai sự chọn, thì thông thường bên trắng sẽ lên mã F3. Và đến đây cũng là hoàn thành xong cái biến orthodox. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái biến tiếp theo, đó là biến neo orthodox, tức là dạng là orthodox mới hoặc là orthodox hiện đại. Nó chơi khác một chút. Đây chúng ta cùng xem. Trắng chơi mã C3, đen chơi mã F6. Lúc này vẫn trắng vẫn ghim tượng vào mã tượng G5. Thì đến đây ở biến orthodox thì đen chơi mã D7. Tuy nhiên ở biến orthodox mới này thì hay là orthodox hiện đại thì đen lên tượng E7. Đến đây thì trắng đẩy tốt E3. Đen nhập thành. Trắng lên mã F3. Và đến đây thì đen chơi tốt H6. Lúc này thì nếu trắng ăn mã thì đen lấy tượng ăn lên thì hai bên cân bằng, đen trắng không có lợi thế gì cả. Ở đây thì lựa chọn của trắng đó là trắng lùi tượng về H4, vẫn như trường hợp trước. Và đến đây thì bên đen đẩy tốt lên B6. Cái biến này chúng ta, nếu chúng ta xem các ván đấu của các Grandmaster hiện nay ấy, thì cũng rất nhiều cái ván đấu bắt đầu với cái vị trí này, đó là đen chơi tốt B6. Thì quân tượng có thể đen lên tượng B7 tạo quân tượng Fiasito, hoặc là có thể tượng lên A6 để giữ quân tốt này lại. Nếu tốt ăn thì đổi tượng thì trắng sẽ mất vị trí nhập thành. Thông thường là như vậy. Đấy thì đây chính là biến orthodox hiện đại hay là orthodox mới. Đấy. Các bạn thấy học cờ vua mà học để học lên chuyên nghiệp ấy, nó lằng nhằng phức tạp không? Tuy nhiên thì đây cũng chính là cái cách học của tất cả các kỳ thủ nổi tiếng, cách học khai cuộc ấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một biến tiếp theo, đó là biến đổi. Ở đây mình sẽ nói để cho các bạn có thể có một cái nhìn tổng quát tất cả các biến thể của khai cuộc Gambit hậu. Đen lên tốt, trắng lên mã C3, lên mã F6. Lúc này thì trắng vẫn ghim tượng G5. Đen lên mã D7 để giữ mã.
Chẳng để tốt lên E3. Chúng ta thấy rất là giống biến Orthodox đúng không nào? Đến đây đến đen thì đen đẩy tốt lên H6 đuổi tượng. Thì như đã nói phần trước, lúc này trắng lùi tượng về H4. Đen lên tượng E7. Và đến đây thì trắng lựa chọn lấy tốt C4 để ăn D5 của đen. Và đây chúng ta có biến đổi, biến X trên. Với biến này thì khi đen lấy tốt E6 để ăn lên C5 thì chúng ta thấy là quân tượng ở C8 có đường phát triển. Vậy thì tại sao trắng lại lựa chọn cái cách chơi này? Thì có một số cái phương án mà trắng có thể sử dụng khi mà chơi biến đổi là gì? Đó là thứ nhất, khi bên đen ăn tốt lên, sau đó là đẩy tốt C6 thì bên trắng có thể tấn công bên đen với cái cuộc tấn công thiểu số theo mình đã nói rồi. Tức là dùng hai con tốt này để phá cấu trúc tốt cánh cánh hậu của đen. Đấy là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai thì bên trắng có thể nhập thành xa đây, nhập thành cánh hậu và cũng tấn công bên đen. Và thậm chí các nước sau thì trắng có thể các nước về sau đấy trắng có thể chơi tốt E4 cũng là một phương án trong cái biến đổi. Ở đây thì sau khi đen lấy tốt ăn lên, chúng ta chơi thêm một vài nước thì bên trắng sẽ lên tượng D3. Chúng ta thấy là quân tượng có một cái vị trí đứng rất là đẹp. Đến đây đến đen thì đen lên tốt C6. Cái nước này được ví như là nước gọi là đổ xi măng trung tâm. Chúng ta thấy cấu trúc tốt của đen, kiểm soát trung tâm, kiểm soát ô D5 rất là mạnh. Bây giờ đến trắng thì trắng sẽ lên mã và nhập thành. Thì có hai phương án cho trắng. Cái phương án chính ý, thông thường chúng ta chơi nhiều đó là trắng lên mã E3. Còn đâu có một phương án khác đó là trắng lên mã E2. Thì cái mục đích lên mã E2 đó là sau này trắng sẽ đẩy tốt F2. Sau đó lên xin lỗi, tốt F3, sau đó lên tốt E4 để tấn công trung tâm. Thì đây chính là mục đích mà trắng lên mã E3. Cái nước này thỉnh thoảng có các ván đấu của Lê Quang Liêm, anh chơi cái nước mã biến mã E2. Tuy nhiên mã ở E2 thì chúng ta cũng dễ thấy đó là nó sẽ không hoạt động khi mã bằng mã ở E3. Thì ở đây chúng ta xét trường hợp đó là trắng lên mã E3. Ngoài đen nhập thành và trắng nhập thành. Đến nước này thì đen chơi mã E4. Ở đây thì mục đích của đen sẽ vẫn là kiểm soát ô E4. Và thế trận thì được đánh giá là có lợi một chút cho bên trắng. Tuy nhiên thì ván đấu này ván đấu dễ dàng cho bên đen. Đấy thì đây chính là cái biến X trên, biến đổi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với biến cuối cùng, nó là biến chính. Biến chính chính là biến mã F3. Ở đây thì nếu vị trí này chúng ta lấy tốt để ăn tốt D5 thì chúng ta có biến đổi. Tuy nhiên, biến chính ở đây cũng là biến cuối cùng trong video này chính là biến mã F3. Lúc này thì đen xin lỗi trắng phát triển và chuẩn bị cho nước tượng ăn tốt C4. Tuy nhiên thì đen không ăn mà ở trong cái thế trận này cái ô E4 bao giờ cũng là cái ô quan trọng mà đen muốn chiếm. Vì vậy đen sẽ không ăn tốt của trắng. Thay vào đó đen chơi nước nhập thành. Ở đây thì bên trắng cũng không vội lên tượng mà trắng chơi nước khác đó là xe C1. Vì trắng biết là bên đen sẽ phải phát triển quân tượng ở C8. Đến đây thì đến lượt đen đi, đen chơi tốt A6. Đến đây thì ván đấu nó có thể diễn ra theo chiều hướng như sau. Có thể bên trắng sẽ ăn tốt của đen. Khi đó đen lấy tốt ăn lên, trắng lên tượng D3 và chuẩn bị nhập thành. Và một trường hợp khác đó là nếu trắng nhất định không ăn mà trắng lên tượng E2 hoặc là D3, chúng ta ví dụ như trắng lên D3 thì đen sẽ ăn tốt của trắng. Trắng lấy tượng ăn lên và đen chơi tốt B5. Ở đây thì trắng lùi về E2 và đen có thể phát triển tượng lên B7, quân tượng Fiasito.
và tốt này thì có thể đẩy lên B4 đấy, kiểu kiểu như vậy. Thì đây chính là cái dòng gọi là biến chính ấy, hay là dòng chính, đó chính là nước mã F3 cho thấy. Ok, như vậy là qua video vừa rồi chúng ta tìm hiểu một số biến, bắt đầu với cái biến tượng ghim mã ở G5. Thì chúng ta có biến Takakawa, biến Lurker, phòng thủ Lurker, biến Orthodox, Neo Orthodox, rồi là chúng ta vừa tìm hiểu biến exchange và biến chính, biến mã F3. Thì đây chính là những kiến thức quan trọng giúp các bạn phát triển sức cờ của mình, và không còn cách nào khác, đó là chúng ta phải nhớ thôi, nhớ các cái biến này cũng như là hiểu các cái ý nghĩa của các nước đi, thì nó chính là một phần để giúp mình chơi giỏi hơn. Tức là ngày trước mình chỉ tầm 1.400 thôi mà, thì qua những cái học kiểu này này thì mình bắt đầu bây giờ lên được 1.900 đấy, elo elo ấy, elo trên mạng ấy. Thì các bạn có thể học như vậy và cũng chắc chắn là sẽ giỏi hơn, không không biết là có giỏi hơn không, nhưng mà tùy mỗi người thôi, nhưng mà kiểu gì là cũng sẽ hơn, hiểu hiểu biết hơn một điểm gì đó. Thì mình sẽ làm thêm một video nữa nói về cái phần 2 của Gambit Hậu, đó là các ý tưởng sâu bên trong khai cuộc Gambit Hậu. Còn đâu 3 tập vừa rồi là những cái biến chính trong, hay là những cái biến ấy, cái biến của khai cuộc Gambit Hậu. Thì cuối cùng thì chúc bạn chơi tốt, chào các bạn.